Ngày 20 tháng 11, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến thăm nhà giáo và gia đình nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đến thăm giáo sư tiến sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, thăm đồng chí Phan Thị Nở, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, bày tỏ lòng trân trọng, tri ân sâu sắc sự đóng góp của giáo sư tiến sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn và đồng chí Phan Thị Nở cho sự nghiệp khoa học giáo dục nước nhà nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng giáo sư tiến sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn và đồng chí Phan Thị Nở tiếp tục cống hiến, chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ, nhất là trong hoạt động nghiên cứu khoa học, sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Thay mặt cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các thế hệ học trò, xin được chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp và công sức của mình cho khoa học. Giáo sư tiến sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn, sinh năm 1936, đỗ tiến sĩ tại Đại học Delaware, Hoa Kỳ năm 1962 và được công nhận chức danh giáo sư năm 1980. Từ năm 1962 đến nay, ông giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học Sài Gòn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư tiến sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn còn đóng góp rất đáng kể cho đất nước và thành phố Hồ Chí Minh trên cương vị đại biểu Quốc hội ba khóa và Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội Hóa học thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm liền. Đồng chí Phan Thị Nở, sinh năm 1930, là Phó Giám đốc đầu tiên của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn năm 1975 đến năm 1978. Sau đó, đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em đến khi nghỉ hưu.